Cái đầu tiên mình chia sẻ là thực chất là ban đầu của mình cũng không biết ngành quản trị kinh doanh vận tải hàng không sẽ học cái gì. Bản thân của mình khi mà mình tìm hiểu trên website của trường mà cũng như các nền tảng khác của bên trường Ken thì mình thấy là các module học ở trong trường có dính liền với quản trị kinh doanh quốc tế. Và khi mà gắn tới quản trị kinh doanh vận tải hàng không thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu một cái khái niệm, đó là các bạn sẽ vừa học tất cả những cái hoạt động kinh doanh trong vận tải hàng không và các bạn có thể tìm hiểu thêm một số lĩnh vực kinh doanh liên quan đến vận tải hàng không. Mình có thể nói ví dụ nôm na rằng ví dụ như các bạn thường thường học ngành hàng không á, các bạn sẽ liên tưởng như các bạn nói là chỉ là học phi công hoặc là tiếp viên hàng không thôi. Tuy nhiên thì ngành hàng không chúng ta có nhiều lĩnh vực khác nhưng mà các bạn chưa có tìm hiểu sâu. Thì đối với ngành quản trị kinh doanh vận tải hàng không, khi mà các bạn tìm hiểu module của cái chương trình này, nó sẽ chia thành nhiều dạng môn học, và mỗi môn học nó liên kết với những cái ngành nghề nhỏ khác ở trong cái lĩnh vực mình sẽ học. Mình ví dụ như là trong cái đợt mà mình học ở trong hệ NCFE thì cái module học của mình đầu tiên đó là mình sẽ học về khái niệm cơ bản của ngành hàng không là gì trước, và mình sẽ tìm hiểu được dịch vụ ngành hàng không, cái khái niệm sơ lược đó là cái gì. Và từ cái khái niệm cơ bản đó và các bạn hiểu được cái nền tảng và các bạn nắm vững được cái nền tảng khái niệm của dịch vụ hàng không á, các bạn sẽ hình dung ra được rằng là các bạn sẽ có những cơ hội ngành nghề khác nhau mà liên quan tới cái môn học các bạn sẽ học. Ví dụ như mình học NCFE, mình học quản trị kinh doanh vận tải hàng không, sau khi mình học cái module và hiểu được cái khái niệm cơ bản của ngành hàng không rồi thì mình đã có một cái nền tảng, mình xác định được ngành dịch vụ hàng không này mình sẽ làm các vị trí như là thủ tục viên, kiểm soát cửa khởi hành, hoặc là các vị trí mà liên quan đến phục vụ hành khách, hoặc là những các dịch vụ thương mại liên quan đến hàng không, ví dụ như là các cửa hàng miễn thuế. Thì hiện tại tất cả các đơn vị ở trên Việt Nam của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều các đơn vị họ cũng đang thực hiện những cái công việc nó liên quan tới ngành dịch vụ, bởi vì nó chính là cái tiền đề và cũng như là cái kim ngoạch mũi nhọn để mà có được doanh thu của ngành hàng không. Vậy là ngành quản trị kinh doanh vận tải hàng không là phá vỡ cái định kiến rằng là cứ mỗi lần nhắc đến hàng không thì các bạn sẽ nghĩ ngay là mình chỉ có thể làm tiếp viên hàng không hoặc là phi công, mà chúng ta có rất là nhiều ngành nghề và đa vị trí để tất cả các bạn có thể lựa chọn khi đến với ngành quản trị kinh doanh vận tải hàng không, đúng không?